Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với video của mình. Mình là Bi đây và chào mừng các bạn đã quay trở lại với nhật ký nuôi cá bảy màu của mình. Ở trước mặt các bạn là hai con ốc táo. Thì ốc táo là gì? Ốc táo là ốc dọn bể mà anh em chúng ta hay sử dụng. Thì một số anh em sử dụng gọi là cá lau kiến, các loại cá tì bà chẳng hạn. Một số anh em thì ưa thích sử dụng các loại ốc, trong đó ốc táo này là được sử dụng rất thường xuyên. Đây, để mình lấy cho mấy bạn xem. Đây gọi là ốc táo vàng. Đó. Bên dưới mình có một loại màu khác, đây gọi là ốc táo táo gì ta? Táo xám hay xanh không biết nữa. Thì ốc táo nó có rất là nhiều màu các bạn. Đây màu vàng nè, màu xám nè. Để mình kiếm con màu tím trong đây của mình cho mấy bạn xem. Đây, màu tím đây. Đó. Ở đây cũng là màu tím nè, các bạn thấy không? Vậy thì công dụng của ốc táo là gì? Tại sao chúng ta lại phải có ốc táo ở trong hồ? Thì ốc táo là một loại ốc chuyên gia gọi là dọn thức ăn thừa ở trong bể và nó dọn luôn cả phân cá. Thì các bạn nhìn vô trong cái hồ của mình nè, đó, để mình quay vòng 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 cho mấy bạn xem. Các bạn không hề thấy phân cá ở trong này. Phân cá là những cái sợi dài dài, nhìn nó xốp xốp đó các bạn. Còn đây mấy bạn chỉ thấy những cái hạt đen đen này. Thì những hạt đen đen này là gì? Đó là phân của con ốc này. Cái loại ốc táo này nó sẽ ăn tất cả những cái phân của con cá thải ra và tất cả những thức ăn dư thừa mà con cá không ăn hết. Kể cả xác con cá chết nó cũng ăn luôn. Đó. Như vậy thì trong hồ của chúng ta nó sẽ không có những cái gọi là những cái chất dư thừa, những cặn bẩn trong đó nữa, ngoại trừ phân của chính con ốc táo đó. Nhưng mà phân của con ốc táo nó rất là sạch mấy bạn, nó không thể gọi là sạch, nó gọi là tương đối là sạch với cái hồ của chúng ta, chứ phân không có loại phân nào sạch hết trơn á. Nó tương đối là sạch, nó sẽ không lên mốc, không lên những cái gọi là mấy bạn nhìn thấy nó lợn cợn giống như là cái mảng bám bên dưới vậy đó. Nó sẽ không bị mốc, không những bị những cái mảng bám giống như vậy. Thì đây để mình cho mấy bạn xem con ốc táo đó, mấy bạn thấy phân nó quá nhiều luôn không? Con ốc táo có một đặc điểm kinh khủng của nó là phân phân quá nhiều. Các bạn chỉ cần thả con ốc táo vô trong khoảng chừng là nửa ngày là sẽ thấy phân của nó rất là nhiều luôn. Nó dọn được cho chúng ta rất là nhiều, nhưng mà nó ăn và nó ỉa ra cũng rất là nhiều. Đây mình cho mấy bạn xem bèo của mình nè, bị nó ăn te tua này, thấy không? Đây cũng vậy, te tua luôn, nó ăn muốn hư luôn. Rồng này mình cho mấy bạn xem, rồng nó ăn kìa, cũng te tua luôn. Đây là bèo, bèo nó ăn nè. Thấy bạn, mấy bạn thấy lởm chởm không? Đó. Quên, đây nó ăn mất luôn nè, còn có mỗi cái lá thôi. Vậy thì ốc táo ăn bèo, ăn rong quá nhiều như vậy thì tại sao chúng ta lại phải nuôi? Và khi nào chúng ta cần nuôi ốc táo? Thì đó các bạn, con ốc táo nó có chức năng của nó là dọn thức ăn thừa và phân cá. Thì mình khuyến khích các bạn nên sử dụng con ốc táo ở trong những hồ cá con này, ví dụ như hồ cá con ở đây này, đây là hồ cá con nè, mình kiếm hồ cá con tiếp nữa lại xem. Đây là hồ cá con nè, đó. Đây cũng là hồ cá con của mình. Vậy thì tại sao chúng ta nên sử dụng ốc táo ở trong hồ cá con? Tại vì như thế này, khi mà chúng ta cho đồ ăn ở trong hồ á, con cá con nó sẽ không tìm được và sẽ không ăn hết cái lượng đồ ăn đó. Và cái nếu mà lượng đồ ăn dư thừa ở trong mặt nước á, nếu mà chúng ta cứ để như vậy thì con ốc ui, nếu mà chúng ta cứ để như vậy thì thức ăn đó nó sẽ bị lên mốc và cái nguồn bệnh nó nằm ở ngay trên đó. Đó. Khi mà con cá chúng ta nó bơi qua hoặc nó đi tìm tìm kiếm thức ăn ở dưới đáy, nó bơi qua cái vùng đó, nó ăn vô cái những cái chất độc đó thì con cá nó rất dễ bị bệnh, rất dễ bị nấm luôn.
tại vì sao mà con cá chúng ta nó hay bị bệnh? Đó là do cái nguồn nước và cái nguồn thức ăn của nó không ổn định. Nó bị dơ, nó bị nhiễm độc, thành ra nó mới bị nấm, nó mới bị lắc này nọ. Đó, thì khi mà thức ăn nó tụ lại như vậy, khoảng chừng, để mình coi coi, khoảng chừng hơn nửa ngày đến một ngày là nó đã bắt đầu lên mốc rồi. Bởi vậy khi mà có con ốc táo đó, thì con ốc táo nó sẽ lần la nó bò đến cái chỗ thức ăn dư đó, nó sẽ ăn hết cái thức ăn đó luôn. Vậy là sẽ không còn cái thức ăn dư để mà lên nấm lên mốc nữa. Cá của các bạn nó sẽ tránh được một cái nguồn bệnh đáng kể luôn. Nhưng chúng ta có một nhược điểm như thế này. Đó là ốc táo đi vệ sinh, đi phân rất là nhiều. Thứ hai, đó là con ốc táo nó ăn và nó phá bèo hay rong cũng rất là nhiều luôn. Bởi vậy cho nên là ở trong hồ cá con á, các bạn chỉ nên là để một ít rong ở trong đó thôi, để cho cá con nó ăn và cho con ốc táo nó cũng ăn luôn. Tại vì sao? Tại vì con ốc táo nó không có đồ ăn nó cũng chết nha mấy bạn. Lượng phân mà cá con nó đi phân ra đó thì nó không đủ cho con ốc táo nó ăn, thì chúng ta có thể cho nó ăn cái thức ăn dư của cá con và thêm một ít rong nữa. Ở trong hồ cá lớn thì các bạn không cần phải sử dụng ốc táo cũng được, tại vì cá lớn nó tiêu diệt đồ ăn rất là nhanh, có bao nhiêu đồ ăn là nó ăn hết bấy nhiêu luôn. Mà ở trong hồ cá lớn các bạn sẽ thường bỏ nhiều rong với bèo ở trong đó để tạo cảnh quan và tạo cái môi trường sống cho cá. Thì lúc đó thì con ốc táo nó sẽ xơi cái rong, cái bèo của chúng ta nó lởm chởm nhìn thấy ghê lắm mấy bạn. Để mình cho các bạn xem mình thả ốc táo ở ngoài hồ cá lớn như thế nào nha. Để mình xíu. Rồi đây nè mấy bạn. Đây là cái hồ mình có thả ốc táo nè. Đó. Tuy là nó dọn phân rất là sạch, các bạn nhìn có thể thấy là rất là ít phân cá. Nó hơi chói mình khó thấy ha. Nhưng mà bù lại, mấy bạn thấy bèo của mình không? Te tua sơ sát. Nó ăn lởm chởm hết trơn. Đó. Ăn lủng lỗ luôn nè. Đây là lá cây thủy nữ cũng bị nó ăn te tua luôn. Đây nữa nè. Đó. Rồi xuống hồ dưới này. Đó, mấy bạn thấy lá của cây súng nước của mình không? Đó, nó ăn te tua vậy luôn đó. Bèo cũng vậy nè. Đó, bèo nó ăn tùm lum hết trơn. Đó. Xuống đây cũng vậy. Đó. Thì mình vừa mới bắt mấy con ốc táo ở trong hồ cá lớn này ra rồi. Đây nè, mấy bạn thấy nó ăn không? Răng te tua đây luôn. Đến bứt cái phần này ra luôn. Nó thì nó ăn rất là nhiều, nó rất là phá luôn. Tại vì cá nó đi phân không có đủ cho nó ăn, cho nên nó có đi ăn lung ta lung tung gì đó. Thành ra nó rất là phá luôn. Thì đó, mình chỉ khuyến khích các bạn sử dụng ở trong hồ cá con để mà cho nó ăn hết cái thức ăn dư thừa trong hồ cá con đó. Còn hồ cá lớn thì mình cũng không cần phải sử dụng đâu. Các bạn có thể sử dụng ốc Nerita để cho nó ăn ăn tảo bám thành hồ, hoặc là những con cá lau kiếng hay cá tì bà để cho nó cũng dọn rêu dọn tảo ở thành hồ là được rồi. Chứ mà cá lớn mà nó có thể tự ăn hết đồ ăn rồi, mà các bạn cứ thả ốc táo nè, nó sẽ ăn rêu, nó sẽ ăn bèo của chúng ta, nhìn thấy ghê lắm. Nhưng mà nếu mà các bạn chấp nhận cái điều này, các bạn chấp nhận là thả bèo, rêu thả bèo vô để cho ốc táo nó ăn luôn, và để cho ốc táo nó dọn hết tất cả những cái phân của cá đi, thì đó là điều rất là tốt. Nếu mà bạn nào chấp nhận cái cảnh mà rêu bèo của chúng ta bị ăn te tua thay thay bù lại đó đó, thì chúng ta sẽ được một công nhân dọn vệ sinh liên tục dọn hết tất cả phân, gom lại thành một đống thành phân của nó rồi, mà phân của nó rất là dễ dọn, rất là sạch luôn. Thì các bạn có thể suy nghĩ và đánh đổi cái điều đó. Thì với mình thì mình từ nay mình sẽ sử dụng ở trong hồ cá con thôi các bạn. Đó, mình sẽ sử dụng ở trong hồ cá con thôi.
và hồ cá lớn mình sẽ không bỏ nữa, thay vào đó mình sẽ bỏ những con cá cá tì bà vô. Đó. Thì suy nghĩ của các bạn như thế nào? Các bạn cảm thấy là có nên sử dụng ốc táo hay không, và ốc táo sử dụng ở trong hồ nào là tốt nhất thì hãy comment cho mình biết nha. Đó, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Mình kết thúc video ở đây nha. Tạm biệt các bạn.